vịt, đặc sản phở vịt Lộc Bình Lạng Sơn. Đây mình đang ở trong chợ thị trấn Lộc Bình, hôm nay là chợ phiên, đang là sáng sớm nên là không đông khách đấy, mọi người đang là dọn hàng thôi, chị đi chợ này. Quán phở này đông khách lắm. Đây vịt này đã được quay, tiềm rất là ngon. Em bắt được hành không? Cho hai bát nhiều hành. Vịt rất là béo ngậy. Bây giờ cô mới chặt vịt này. Ui, còn nóng nguyên. Bốc khói nha. Vâng. Bốc khói luôn. Được. Đầy đủ luôn, vịt quay này, rồi là nạp sườn này, với lại thịt luôn. Đây là hai bát của anh em cháu đây đúng không? Đúng rồi, đấy nha. Bát này là có giá bao nhiêu cô? 30.000. À, rất rẻ nha, có 30.000 thôi, rất bình dân. Rất rẻ và ngon. Đây là rổ lá thơm cho ngày hôm nay. Rất nhiều. Gồm có ngổ với lại tía tô là hai loại chính. Này. À, xin mời anh em nhé. Phần thưởng cho một buổi sáng đi chợ sớm.